Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một cái ống đựng bút hình chú thỏ màu xanh của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Mình từ đá lên trên một chút. Nó hơi bị lệch nên là keo nó bị dính. Cái phần này thì các bạn dán tiếp cho nó sát vào với cái hình vừa rồi nhé. Các bạn sẽ dán vào đây cho hai cái phần này nó liền lại với nhau đúng không? Sau đó thì mình sẽ đi cắt cái phần tai cho cái chú thỏ này nhé. Ở đây thì mình sẽ cắt cho nó cái phần tai màu xanh dương. Sau đó thì sẽ là cái phần lấy màu vàng này. Đó thì chúng ta sẽ dán keo vào đây đúng không? Mình sẽ dán hai cái tai này lên trên cái ống đựng bút. Đây là cái phần tai của nó. Tiếp theo thì mình sẽ đi trang trí phần bên dưới này bằng cái phần mắt và cái phần mũi. Mình sử dụng màu trắng và màu đen để làm mắt cho nó các bạn. Thì mình sẽ cắt cái phần màu đen để làm cái mắt ở bên trong này. Và bây giờ mình sẽ cắt cho nó cái mũi các bạn. Mũi của nó thì sẽ có hình tròn và màu cam. Và cuối cùng thì nó sẽ có thêm những cái phần râu màu đen. Mình sẽ cắt những cái phần từ cái màu đen nha. Mình sẽ cắt những thành những cái giấy nhỏ như thế này nhé. Mỗi bên mình sẽ cắt
dáng ba phần dương của nó. Bên này các bạn cũng dán tương tự như vậy. Đây, các bạn sẽ thấy là chúng ta đã có một cái ống đựng nước đúng không, với hai ngăn hình cái chú thỏ như thế này, thỏ hoặc là mèo đây, các bạn có thể để cái bút vào đây như thế này cũng rất là tiện đúng không. Vậy chúng ta đã có được một cái ống đựng bút như thế này rồi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.